người sanh vào thế giới tây phương cực lạc tức là đã thành phật rồi nhưng thế gian này có rất nhiều người không biết thành phật là gì thành phật nói một cách đơn giản tức là quý vị thật sự rốt rào đạt được trí huệ viên mãn phước báo viên mãn cách nói này mọi người dễ hiểu hơn trí huệ phước báo đến viên mãn rốt ráo đó là thành phật vậy bồ tát đạt được chưa viên mãn A-la-hán-bích-chi-phật à, cũng chỉ đạt được phần nhỏ Thế nên người thế gian chẳng cần nói nữa Người thế gian, chúng ta nói thiên dương Thì phước báo đã lớn rồi Đao lợi thiên dương Đại phạm thiên dương Ma hê thủ la thiên dương Là phước bảo lớn nhất trong ba cõi Phước báo của họ nếu đem so với A-la-hán thì kém xa lắm Ngay cả A-la-hán cũng không thể sánh bằng Thì làm sao sánh với Phật Vì sao một đời ta có thể đạt được bởi vì ta vốn là Phật Trước này ta chưa hề biết Mê thất tự tánh Đọa lạc trong luân hồi Lục đạo luân hồi là giả dạ, Không phải là thật Ở đây chúng ta sai lầm trầm trọng cho đó là thật Không biết chân tướng sự thật Cho nên đời đời kiếp kiếp mê đắm Đó chính là tham luyện Tình chấp trong sáu đường Dù cho gặp Phật xuất thế Vẫn vậy thôi chẳng được lợi ích gì Quý vị nghĩ xem Tình chấp này Phiền não tập khí này Nặng nề biết bao Cho nên chúng ta thấy đời này niệm Phật giảng sanh. Dường như không khó, rất dễ dàng. Trên thực tế, nếu như quý vị nhìn thấu tất cả quá khứ vị lai thì sẽ rõ. Chắc chắn không phải là ngẫu nhiên. Thế gian suốt thế gian Nhất định không có gì là ngẫu nhiên Cổ nhân nói rất hay Đó là nhất ẩm nhất trác ma phi tiền định Hai chữ tiền định này dùng hay quá Trong kiếp này chúng ta gặp được tịnh tâm Niệm Phật giảng sanh thế giới cực lạc Thực lòng mà nói cũng là do tiền định Không phải ngẫu nhiên à, Tiền định là gì? Người giảng sanh Tuy kiếp này không gặp được Phật Pháp Đến trước lúc lâm chung dài ngày mới nghe được Họ nghe được liền có lòng tin tin tấn niệm Phật Họ thật sự giáng sanh rồi Người thường chúng ta thấy người này dường như may mắn quá Thời giận tốt thế Thật ra không phải Trong quá khứ Đời đời kiếp kiếp từng tu tập pháp môn này Có những thành tựu tốt vì sao lại chưa giảng sanh Vì lúc lâm chung Một niệm nghĩ sai Không giảng sanh được Trong đời này Trước lúc lâm chung May mắn gặp được Lần này gặp được thì Những thiện căn phước đức quá khứ Trong A lại già được khơi dậy cho nên họ không hoài nghi họ có thể tin có thể hiểu lập tức phát nguyện cầu xin tình độ họ thật sự giảng sanh rồi có gì là may mắn vậy nếu chúng ta hỏi chúng ta làm gì có được thiện căn phước đức nhân duyên này nghi vấn này. Có lẽ quý vị thật sự không đủ thiện căn nhân duyên phước đức, không thể nói là không có. Vì sao vậy? Nếu không có thiện căn phước đức nhân duyên thì kiếp này quý vị sẽ không chịu nghe pháp. Nghe ở đây niệm Phật liền bỏ đi, nhanh chóng đi qua. Không muốn nghe không muốn tiếp xúc nhưng vẫn còn có thiện căn vì sao vậy vì quý vị đã gặp được phật pháp gặp rồi nhưng không tin đó là do thiện căn mỏng mới có hiện tượng này nếu như gặp được thiện hữu Thiện hữu không ngừng giận dắt Bạn không muốn đi Ngài mất lòng Thầy có lỗi Không thể không đi Vậy là quý vị đã có duyên rồi Đến chùa nhiều Dần dần hiểu ra Rõ ràng vấn đề Thiện căn liền sinh khởi Nghĩa là Dần dần khơi dậy Chủng tử thiện căn phước đức quá khứ cất giấu trong thức a lại gia của quý vị khơi dậy được nó nó liền hoạt động tính tâm của quý vị sẽ ngày càng tăng trưởng những hiểu biết của quý vị cũng sẽ ngày càng mở rộng mười năm hai mươi năm ba mươi năm sau quý vị thật sự tin rồi thật sự đã phát nguyện thiện căn phước đức của quý vị kết hợp với thiện căn phước đức trong quá khứ vậy là năng lượng lớn lắm rồi đời này chắc chắn được giảng sanh đạo lý ở đây vậy chúng ta không thể không hiểu